cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đặc biệt trong đối tượng là các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 5 2023, tại câu lạc bộ cầu lông Hàng Dương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải đá cầu các nhóm tuổi tỉnh Long An năm 2023. Vào sáng ngày 27 tháng 5 đã diễn ra lễ khai mạc giải đá cầu các nhóm tuổi tỉnh năm 2023. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, cùng với trên 120 vận động viên của 15 đơn vị huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, thi đấu với 3 nhóm tuổi, gồm dưới 11 tuổi, 12 đến 13, 14, 15. Các vận động viên thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ, và đôi nam nữ phối hợp. Giải đá cầu các nhóm tuổi học sinh nhằm tạo sân chơi cho các em yêu thích môn đá cầu có cơ hội được tranh tài, được biểu diễn trình độ chuyên môn thông qua những đường cầu hay, những trận đấu sôi nổi và hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu môn đá cầu tại các địa phương phát triển và xây dựng lực lượng vận động viên đá cầu, từ đó tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu các giải cấp cao hơn. Dự kiến giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 5. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các nội dung.